With the first pick in the 2003 NBA draft, the Cleveland Cavaliers select LeBron James. Tại kỳ draft 2003, cố chủ tịch David Stern đã sướng tên một cậu nhóc 18 tuổi đến từ Akron, Ohio, cậu học sinh trung học được Cleveland Cavaliers, đội bóng quê hương, lựa chọn lượt đầu tiên. Và đúng ngày này 18 năm trước theo giờ Hoa Kỳ, cậu nhóc ấy có trận đấu ra mắt toàn cỏ NBA đối đầu với Sacramento Kings, khi đó là một đội bóng cực kỳ khó chịu ở bờ Tây. Không hề tỏ ra sợ sệt, đôi mắt chẳng có một chút sự lo lắng hay bỡ ngỡ, ngày hôm ấy, cậu nhóc tân binh chơi bóng với một phong thái vô cùng thoải mái. 25 điểm, 6 rebound, 9 kiến tạo và 4 cướp bóng. Màn ra mắt không thể tuyệt vời hơn và cần nhắc lại, cậu ta mới chỉ 18 tuổi khi đó. Sau trận đấu, bình luận viên Dan Mully của ESPN nhận định, cậu ấy chơi tốt hơn những gì tôi nghĩ và tôi tuyên bố luôn với các thủ NBA, cậu nhóc này giỏi hơn những gì mấy ông tưởng đấy, sẽ không mất nhiều thời gian để chinh phục phần còn lại của giải đấu, thậm chí là cả thế giới bóng rổ. Còn với tờ Oregonian cho rằng, trận ra mắt ấy đã mở ra một kỷ nguyên mới cho NBA. Kiềm đấu đối đầu với nhà vua Sacramento chắc chắn khiến chủ tịch David Stern mỉm cười. Cậu nhóc ấy có thể mang lại một bữa tiệc thịnh soạn để làm lu mờ đi những thứ tiêu cực xung quanh giải đấu trong thời gian qua. Và quả thật câu chuyện sau đó là lịch sử, cậu nhóc 18 tuổi năm nào đã trở thành nhà vua của cõi NBA. LeBron James, 4 nhân vô địch ở 3 đội bóng khác nhau, 4 danh hiệu MVP, 4 Final MVP và cơ man giải thưởng danh giá khác. Bên cạnh đó, King James được xem là cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong vòng hơn một thập kỷ vừa qua và là tấm gương cho các thế hệ trẻ. Ở tuổi 36, ngọn lửa khát khao chinh phục của LeBron vẫn chưa cho thấy dấu hiệu của sự dừng lại. The King vẫn đang cùng LA Lakers trên hành trình chinh phục những cột mốc vĩ đại tiếp theo. Nhưng có lẽ chẳng đội bóng nào mang lại nhiều cảm xúc cho LeBron James hơn Cleveland Cavaliers. Đó là nơi chứng minh những bước chạy đầu tiên của nhà vua tại NBA, nơi được cái tên LeBron James vươn tầm trở thành ngôi sao của bản đồ bóng rổ thế giới. Nơi chứng kiến những thất bại đầy cay đắng của LeBron, cũng là nơi mà LeBron từng mang tiếng là kẻ phản bội khi gia nhập Miami Heat để tìm kiếm chiếc nhẫn vô địch. Và cũng là nơi LeBron có được chiếc vô địch cảm xúc nhất, ý nghĩa nhất và hạnh phúc nhất cuộc đời cầu thủ. Cleveland, chiếc vô địch này dành cho các bạn. Chắc chắn đến ngày hôm nay, các fan của Cavaliers vẫn chưa quên được những lời này từ LeBron, từ nhà vua đã mang lại chiếc cúp đầu tiên trong lịch sử đội bóng. Đó là bữa tiệc lớn nhất mà thành phố Cleveland từng chứng kiến. Người hâm mộ đã ủng hộ chúng tôi hết lòng và chúng tôi phải hồi đáp lại tương xứng với điều đó. Tôi trở về với chỉ một mục đích, trở về để mang chiếc vô địch cho thành phố của chúng tôi. Dù LeBron không còn khoác lên người màu áo rượu vang của các kỵ binh vùng Ohio nữa, nhưng đội bóng lẫn người hâm mộ Cavaliers vẫn xem anh là cầu thủ vĩ đại nhất. Còn nhớ trong trận đấu giữa Lakers và Cavaliers tháng 11 năm 2018, lần đầu tiên LeBron trở lại Quicken Loans Arena khi chuyển sang nửa vàng tím thành phố LA. Đón chào nhà vua vẫn là những tiếng vỗ tay không ngớt đến từ những khán giả mặc áo Cleveland. Trên màn hình hiện lên những dòng tri ân đặc biệt dành cho King James. Cảm ơn vì những gì anh đã làm trên sân đấu. Và chúng tôi đều biết có những điều vĩ đại hơn cả bóng rổ. Cảm ơn LeBron. Cách đây vài ngày, LeBron James chính thức có tên trong danh sách 75 cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời của NBA. Trang chủ của đội bóng vùng Đông Bắc Ohio cũng có đôi lời chúc mừng gửi đến siêu sao 36 tuổi. Không có gì phải nghi ngờ về vị thế của LeBron với tư cách là cầu thủ vĩ đại nhất từng khoác áo Cavaliers. Giờ đây anh ấy có thể đang là đầu tàu của Los Angeles Lakers. Nhưng chúng ta đều biết rằng mối tình đầu của anh ấy đã và sẽ mãi mãi là Cleveland. Và thật trùng hợp làm sao khi trong ngày kỷ niệm trận đấu đầu tiên của LeBron James, LA Lakers lại đối đầu với Cavaliers. Đây cũng là game đấu trở lại của LeBron sau hai trận ngồi ngoài vì chấn thương. Tất nhiên trên sân đấu LeBron vẫn là LeBron, vẫn bùng nổ và khiến khán giả mãn nhãn. 26 điểm, 8 kiến tạo và một cú chase double block dành cho Colin Sexton, gợi nhớ lại khoảnh khắc để đời tại chung kết 2016. Bên cạnh đó là quả ném 3 từ khoảng cách logo mà Curry cũng phải trầm trồ. Dưới sự dẫn dắt của LeBron, LA Lakers có chiến thắng thuyết phục nhất từ đầu mùa đến nay. Sau trận đấu, LeBron tiến đến trao cái ôm cho đồng đội cũ Kevin Love, người từng cùng nhà vua làm nên chiếc vô địch lịch sử năm 2016. Sau tất cả, Cavaliers vẫn là nơi LeBron thuộc về. Không chỉ có LeBron, rất nhiều ngôi sao NBA luôn được chào đón mỗi khi trở về đội bóng cũ, dù cho có ở bên kia chiến tuyến. Derrick Rose là một ví dụ. Trong cuộc đối đầu giữa Chicago Bulls và New York Knicks hôm qua, đánh dấu sự trở lại United Center của Derrick Rose. Dẫu cho hậu vệ 33 tuổi đang khoác lên người màu áo trắng đại kình địch New York Knicks, dẫu cho Rose góp công không nhỏ khiến Bulls mất đi chuỗi thắng từ đầu mùa, nhưng người hâm mộ tại Chicago vẫn chào đón Rose bằng tất cả tình yêu và sự tôn trọng dành cho anh.
Khoảnh khắc Rose tiến vào sân từ băng ghế dự bị, khắp khán đài tại United Center đồng loạt đứng dậy vỗ tay không ngớt. Khi Rose kết thúc một pha solo ghi điểm và mang về thêm một quả phạt, những tiếng hô vang MVP, MVP như sấm rền đã được gửi đến cho hậu vệ sinh năm 1988. Nếu theo dõi NBA lâu năm, đây chẳng phải điều xa lạ bởi Derrick Rose luôn nằm trong tim của mỗi tín đồ yêu bóng rổ tại thành phố lộng gió, dù cho anh có thi đấu cho đội bóng nào đi chăng nữa. Chicago Bulls luôn chào đón đứa con ưu tú của họ. Thực sự tôi không có kỷ niệm nào cụ thể tại nơi này bởi tất cả những gì ở Bulls đã làm đến con người tôi hiện tại, bất kể tốt hay xấu. Mỗi lần trở lại nơi đây tôi đều có cảm giác vô cùng hoài niệm và chẳng từ ngữ nào có thể diễn tả được điều đó. Đó đơn thuần là những cảm xúc và chỉ có thể cảm nhận thôi. Cũng giống như LeBron, Derrick Rose được Chicago Bulls lựa chọn ở lượt pick đầu tiên tại kỳ draft 2008. Trong màu áo đỏ thành phố lộng gió, Rose nhanh chóng khiến cho NBA phải chú ý bởi lối chơi đầy bùng nổ, tận dụng tốc độ và sức bật hơn người để ghi điểm trong những pha lao vào giữa hàng phòng ngự dày đặc của đối thủ, đến mức tờ Bleacher Report đã từng phải thốt lên. Derrick Rose là một trong những cầu thủ có thể chất tốt nhất NBA. Anh ấy sử dụng thế mạnh thể chất để ghi điểm. Anh ấy rất nhanh và là hậu vệ có khả năng úp rổ tốt nhất giải đấu. Rất nhanh chóng, Rose vươn tầm ngôi sao NBA trong màu áo Chicago Bulls. Đến tận ngày hôm nay, danh hiệu MVP trẻ nhất lịch sử của Rose vẫn chưa ai có thể phá vỡ. Cùng với Bulls, Rose và các đồng đội có 7 mùa giải liên tiếp lọt vào vòng playoff và anh được xem là cầu thủ xuất sắc nhất của Bulls kể từ thời của Michael Jordan. Thậm chí, Derrick được kỳ vọng sẽ kế thừa MJ vĩ đại để dẫn dắt Bulls tìm lại ánh hào quang của thập niên 90. Đáng tiếc, chấn thương đã lấy đi của Rose tất cả. Những cuộc phẫu thuật triền miên, những lần phải bỏ lỡ nhiều trận đấu liền vì những cơn đau dai dẳng. Sự nghiệp của Rose trong 3 mùa giải cuối cùng của Chicago như cuốn tiểu thuyết ngôn tình Midas. Rose luôn trở lại mạnh mẽ mỗi khi bình phục, nhưng những chấn thương cứ liên tục ập đến sau đó để đạp đổ mọi thứ. Và Rose cuối cùng phải ra đi. Khác với LeBron, Derrick Rose không tự mình rời Chicago để tìm vinh quang ở miền đất khác. Chính ban lãnh đạo của Bulls đã đẩy anh đi. Trước thềm mùa giải 2016-2017, một cú điện thoại gọi đến từ người đại diện và đó là cú điện thoại buồn nhất trong cuộc đời cầu thủ của Derrick. Anh chính thức bị trao đổi sang New York Knicks, một lời chia tay phũ phàng của Bulls dành cho MVP duy nhất của họ kể từ kỷ nguyên Michael Jordan. Nhưng Rose chưa bao giờ lên tiếng oán trách đội bóng cũ. Ngược lại, anh luôn dõi theo và cổ vũ cho Chicago Bulls. Ở buổi phỏng vấn gần đây, MVP 2012 rất hào hứng khi đội bóng cũ đang sở hữu đội hình trẻ và đầy nhiệt huyết. Tôi đã được nghe thấy sự kỳ vọng từ rất lâu trước khi tới sân. Cảm xúc luôn tuyệt vời khi cả thành phố đồng lòng cổ vũ cho đội nhà và họ có một trận đấu rất tốt. Với LeBron James và Derrick Rose, Cavalier và Chicago Bulls luôn nằm trong tim họ. Dẫu cho khoác bao nhiêu màu áo, tại bao nhiêu vùng đất khác nhau, đó luôn là nơi họ thuộc về.